má chảy mình mơ ơi quê ta bao nhiêu khôn ngoan được dùng kiểu mã tình hồ ớt đi đứng bên hàm rừng đó đau chuối mờ năm ngàn người sinh ớt đến cô dân quân yên nam mãi mãi vàng cùng sông má. Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024. Các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm năm 2024. Thường trực thị ủy, ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất và khó khăn vướng mắc trong thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại một số xã phường trên địa bàn thị xã đợt 1 năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2024. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống đã kiểm tra và xử phạt cơ sở kinh doanh ăn uống lươn niêu xứ nghệ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng các phòng ban đội Ủy ban Nhân dân thị xã. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả đầu tư công 10 tháng năm 2024 đến ngày 28 tháng 10 năm 2024 của cả tỉnh, bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 9.301,7 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch cao hơn 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 6.861,9 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 1.950,3 tỷ đồng, vốn tăng thu, tiết kiệm, chi ngân sách, cấp tỉnh là 481,9 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ là 7,542 tỷ đồng. Nếu chỉ tính kế hoạch năm 2024, Tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh bằng 67,9% kế hoạch, cao hơn 15,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước 52,29%. Theo tổng hợp của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân 10 tháng năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa đạt 70,57% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 64,59% kế hoạch do tỉnh giao. Đứng trong nhóm các tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân nhanh Kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt từ tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các địa phương, chủ đầu tư, toàn tỉnh có 22 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của cả tỉnh. Cùng với đó, toàn tỉnh có 80 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, chiếm 26,7% tổng số dự án. Với số vốn 788,934 tỷ đồng. Tiêu biểu như dự án tu bổ nâng cấp đê hữu sông lèn đoạn từ đền cô đôi xã châu lộc đến cầu đò lèn xã đồng lộc hậu lộc dự án mở rộng tuyến đường cc 3 khu du lịch hải hòa thị xã nghi sơn dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đập hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh mặc dù đạt kết quả tích cực song quá trình thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế Khó khăn như, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm vẫn còn rất chậm, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh. Tiến độ chuẩn bị hồ sơ của các dự án khởi công mới có thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025 chậm. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, toàn tỉnh vẫn còn 31 chủ đầu tư địa phương giải ngân thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh. Báo cáo cũng đã chỉ rõ và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Giải trình nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong thực hiện giải ngân vốn, đồng thời đề xuất, kiến nghị và làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc chuyển vốn, bổ sung vốn, bảng giá đất, thể hiện quyết tâm cam kết hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đã nêu một số kết quả đạt được của địa phương về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thị xã cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắc đã làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng năm 2024. Tập trung vào hai dự án là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà có vốn đầu tư công là rất lớn và dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, sau điều chỉnh là 83,88 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã giải ngân được gần 53 tỷ đồng và đang trình thẩm định phương án hơn 31 tỷ để giải ngân kế hoạch Hết vốn năm 2024, đạt 100% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giao. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành sớm ban hành bảng giá đất có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ nuôi trồng thủy sản tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, tiếp tục thực hiện hỗ trợ diện tích đất ao, vườn trong cùng thừa đất để giải quyết khó khăn cho các dự án chuyển tiếp từ các năm trước. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2024 của tỉnh là rất đáng phấn khởi, với tỷ lệ giải ngân nằm trong top dẫn đầu các tỉnh thành của cả nước. Đây là kết quả thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó là các điểm nghẽn Khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, nguyên vật liệu, giải phóng mặt bằng được khắc phục kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương các ngành địa phương đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được sao để đạt được những kết quả tích cực. Đồng thời phân tích chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua và yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương nhận diện rõ để sớm khắc phục về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm tăng tốc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, toàn tỉnh giải ngân 100% vốn đã được chính phủ giao. Bất luận khó khăn, thách thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ: Chúng ta có đủ tự tin để hoàn thành mục tiêu này trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ đầu năm đến nay cũng như tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm trong quá trình thực hiện là không chủ quan trước mọi tình huống, tranh thủ tối đa các điều kiện và nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành mục tiêu đề ra. Giải pháp ưu tiên để thực thi là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhiệm vụ này phải được thực hiện một cách đồng bộ, sâu sát, quyết liệt. Cụ thể, nắm bắt từng dự án để chỉ đạo thực hiện. Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị mình. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao sở xây dựng tham mưu báo cáo Ủy ban dân tỉnh về chỉ đạo công tác thanh tra trên lĩnh vực xây dựng, trong đó tập trung vào các nội dung như chất lượng hồ sơ mời thầu, hoạt động tư vấn, chất lượng công trình, đồng thời thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được giao và yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 10, Thường trực Thị ủy, Thường trực Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Hộ gia đình chính sách, hộ con khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất và khó khăn vướng mắc trong thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ con khó khăn về nhà ở tại một số xã phường trên địa bàn thị xã. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Phó Ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, bí thư đảng ủy các xã phường Hải An, Ngọc Lĩnh, Đinh Hải, Hải Thanh, Phú Sơn, Trường Lâm, Nghi Sơn. Thực hiện chỉ thị số 22 CTTU ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Đến nay, Ban Chỉ đạo cuộc vận động thị xã đã khởi công xây dựng được 21 nhà. Trong quá trình triển khai thực hiện, theo báo cáo của các xã phường, còn một số khó khăn vướng mắc cần được tập trung giải quyết. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã phường đã báo cáo các khó khăn vướng mắc trong thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương liên quan đến cấp phép xây dựng, không phù hợp với quy hoạch và các nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ. Lãnh đạo các phòng của thị xã đã trao đổi làm rõ, đưa ra các giải pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình tại từng xã phường kết luận hội nghị đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy phó ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã đề nghị các cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã gồm ban dân vận thị ủy ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã phòng lao động thương binh và xã hội thị xã phối hợp giả soát lại danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa trên cơ sở đó làm việc cụ thể với các xã phường để đưa vào kế hoạch cụ thể của từng xã phường đối với các nhà sẽ khởi công xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo Thị xã trước ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu, đối với nguồn kinh phí huy động để hỗ trợ khởi công xây dựng nhà và hỗ trợ sửa chữa nhà, các xã phường khẩn trương nộp về quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã để tổng hợp. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã vào thứ Sáu hàng tuần, báo cáo Thường trực Thị ủy thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động thị xã về tiến độ thực hiện của các xã phường. Đồng chí Phó Bí thư thường trực thị ủy cũng đã cho ý kiến kết luận cụ thể để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại 7 xã phường. Đồng thời đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trường ban chỉ đạo cuộc vận động các xã phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các xã phường giả soát lại tất cả các hộ còn lại liên quan đến vấn đề chưa khởi công xây dựng và các hộ cải tạo sửa chữa, phân đấu hoàn thành xây dựng mới 30 nhà và cải tạo sửa chữa 26 nhà trong năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với các xã phường chuẩn bị nội dung cho lễ bàn giao nhà ở cho các gia đình đã hoàn thành việc xây dựng tại các xã phường để các gia đình đưa ngôi nhà mới vào sử dụng, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, Ban tuyên giáo thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị Thị xã, tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới, chuyên đề tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Sự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Long, trưởng phòng thông tin tổng hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí đại tá Hoàng Lê Minh, bí thư đảng ủy, hải đoàn 128, quân chủng hải quân, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc trung tâm chính trị thị xã, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã, bí thư các đảng bộ, tri bộ trực thuộc thị ủy, các đồng chí báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, các đồng chí tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tá Trần Văn Giới, trợ lý tuyên huấn phòng chính trị hải đoàn 128, quân chủng hải quân, Tuyên truyền chuyên đề về tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Đồng chí Lê Thị Kim Hằng trưởng ban tuyên giáo thị ủy, giám đốc trung tâm chính trị thị xã, truyền đạt chuyên đề quan hệ Việt Nam và một số nước thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Hằng trưởng ban tuyên giáo thị ủy đề nghị các đảng bộ chi bộ tập trung tuyên truyền, định hướng quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước ta luôn coi trọng hòa bình, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền và hữu nghị hợp tác, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Các bất đồng phải giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế và đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Định hướng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân bám biển, nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc triển khai để bảo vệ các quyền lợi ích của Việt Nam trên biển quan tâm cảnh giác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc sai trái, mang tính kích động và các thông tin xấu, độc, gây chia rẽ, đồng thời phê phán phản đối các hoạt động sai trái, xâm phạm quyền, chủ quyền và quyền tài phán vùng biển của Việt Nam. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo thị ủy đề nghị các đảng bộ, tri bộ, định hướng tuyên truyền nước Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, ổn định phát triển, Việt Nam luôn là bạn, đối tác tin cậy của các nước và là nước có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời quan tâm định hướng các nội dung được biên tập trong bản tin tài liệu của tháng 10 năm 2024 và tháng 11 năm 2024, được Ban tuyên giáo thị ủy phát hành, tuyên truyền kết quả hội nghị trung ương 10 khóa 13, kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 15 và kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết xa Bắc và các ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, tại Trung tâm Chính trị, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2024. Dự tập huấn có đồng chí Mai Chí Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Đỗ Thị Thuyết, phó chi cục trưởng chi cục văn thư lưu trữ tỉnh lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban đội trung tâm thuộc ủy ban nhân dân thị xã lãnh đạo ủy ban nhân dân công chức địa chính nông nghiệp xây dựng môi trường văn hóa xã hội tài chính kế toán tư pháp hộ tịch văn phòng thống kê các xã phường phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí mai sĩ lân ủy viên ban thường vụ thị ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh công tác văn thư lưu trữ là công việc lưu trữ sắp xếp sử dụng khai thác một cách khoa học các tài liệu của cơ quan tổ chức có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đó không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức làm công tác văn thư lưu trữ mà còn là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức viên chức trong công tác tham mưu xử lý công việc hành chính đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi đảng nhà nước ta đã và đang quan tâm coi trọng phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các xã phường triển khai thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc tại các đơn vị, đảm bảo 100% cán bộ, công chức viên chức của các đơn vị phải lập hồ sơ công việc Tính từ thời điểm tháng 11 năm 2024, tại lớp tập huấn, các học viên đã được đồng chí Đỗ Thị Thuyết, phó chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh, truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác lập hồ sơ công việc và lưu trữ điện tử. Đồng thời, các học viên đã thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thông qua lớp tập huấn, giúp các đồng chí học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để thực hiện tốt công tác lập hồ sơ công việc và lưu trữ điện tử tại cơ quan đơn vị. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thị xã. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 1.152 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 47 tỉnh, thành phố, với 69.741 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu hủy, nhất là tại các tỉnh tiếp giáp với Thanh Hóa, đang xảy ra dịch chưa được kiểm soát như Sơn La, dịch xảy ra tại 3 xã, 3 huyện, Hòa Bình, dịch xảy ra tại 11 xã, 6 huyện. Tình hình dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn là rất cao. Do một số nguyên nhân. Virus dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm đối với lợn, đường lây truyền dịch bệnh rất phức tạp. Thị xã Nghi Sơn có tổng đàn lợn lớn, khoảng trên 50.000 con, mật độ chăn nuôi cao là ổ dịch cũ. Công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, các sản phẩm từ lợn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là sau một thời gian dịch bệnh được khống chế, đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là ở một số hộ chăn nuôi trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch thực hiện công văn số 1 năm 2008 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và công văn số 5703 ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, bùng phát và lây lan trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trưởng các phòng đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, động vật, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi theo quy định của luật thú y và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã phường 1.1. Một một, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học. 1.2. Tổ chức phân công lực lượng tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, khu phố nhằm phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch trên gia súc, gia cầm khi còn ở phạm vi hẹp, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch chậm báo cáo dịch để lây lan dịch bệnh, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng. 1.3. Tổ chức ra soát đàn vật nuôi, quản lý chặt chẽ tổng đàn lợn, đặc biệt là công tác quản lý con giống, đảm bảo không để tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Triển khai thực hiện nghiêm quy định về kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. 1.4 Tập trung chỉ đạo tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính các loại vaccine phòng bệnh bắt buộc theo quy định vaccine dịch tả lợn cổ điển tụ huyết trùng lợn đóng dấu lợn phó thường hàn đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% và theo đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành thú y 1.5 tiếp tục thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2024 để tiêu diệt các loại mầm bệnh và xử lý môi trường, chủ động từ ngân sách địa phương hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đặc biệt bố trí kinh phí chuẩn bị các phương tiện, vật tư, dụng cụ, hóa chất sát trùng, vôi bột, vaccine để ứng phó kịp thời bao vây dập tắt các ổ dịch ngay khi mới xảy ra trong diện hẹp. 2. Đối với phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, bố trí lực lượng chuyên môn thú y, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng chống dịch định kỳ đột xuất theo quy định, tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã, nhất là công tác quản lý vận chuyển lợn giống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong buôn bán, vận chuyển lợn không đúng quy định. Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là các điều kiện để chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển lợn sống vào địa bàn, tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thị xã và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo hướng dẫn xử lý dịch hiệu quả. Thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện không để dịch lây lan ra diện rộng. 3. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nội dung công văn này trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để người dân trên địa bàn biết áp dụng và chủ động phòng chống dịch. 4. Đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thị xã tăng cường phối hợp với các phòng đơn vị và chính quyền các cấp vận động đoàn viên, hội viên, các chủ trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, chỉ thực hiện tái đàn, tăng đàn khi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các xã phường báo cáo về ủy ban nhân dân thị xã qua phòng kinh tế để tổng hợp báo cáo, tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã có hướng chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Ký thay chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn đã ký. Phạm Văn Nhiệm. Sáng ngày 29 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống do so đồng chí Nguyễn Bá Phương, phó tránh văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã làm trường đoàn đã đi kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống Lươn Niêu Sứ Nghệ tại địa chỉ tiểu khu 3, phường Hải Hòa do bà Hoàng Thị Bình làm chủ cơ sở. Cùng đi có đại diện công an thị xã Nghi Sơn, trung tâm y tế thị xã, đại diện cấp ủy chính quyền công an, trạm y tế phường Hải Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh cung cấp các loại giấy tờ có liên quan và kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến, khu vực nấu và dụng cụ đựng thức ăn qua hình thức test trực tiếp. Sau khi kiểm tra cơ sở kinh doanh lươn niêu xứ nghệ, đoàn liên ngành đã có những đánh giá nhận xét đó là cơ sở thiếu về mặt thủ tục pháp lý là giấy chứng nhận, đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có hồ sơ lưu mẫu, kiểm thực ba bước, khu sơ chế chế biến ẩm ướt không đảm bảo vệ sinh, chủ cơ sở không nắm được các kiến thức về an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, khu vực ăn uống không được che chắn nên không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về vi phạm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống lươn niêu xứ nghệ, đồng thời yêu cầu cơ sở dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống đến khi có đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ huy quân sự thị xã thông báo về việc khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026. Thực hiện kế hoạch số 3888 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Quân chủng Phòng không Không quân về khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026. Căn cứ công văn số 4715 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026. Để thực hiện tốt nhiệm vụ khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026, Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn thông báo các nội dung liên quan đến đăng ký và khám tuyển như sau. 1. Đối tượng tiêu chuẩn. Nam thanh niên từ 17 đến 21 tuổi tính đến năm dự thi năm 2025. Nam quân nhân công an nhân dân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi tính đến năm dự thi năm 2025 cao từ 1m65 trở lên, nặng từ 52kg trở lên có sức khỏe tốt. Văn hóa đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang học lớp 12, đại học cao đẳng, lý lịch, chính trị rõ ràng là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tự nguyện học tập, rèn luyện, trở thành sĩ quan lái máy bay của quân chủng phòng không không quân. 2. Thời gian địa điểm khám tuyển Ngày 30 tháng 10 năm 2024, khám tại trường Trung học Phổ thông Tĩnh Sa 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa, từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2025, xác minh lý lịch các đối tượng đủ tiêu chuẩn sức khỏe vòng 2, những thanh niên và quân nhân đủ sức khỏe vòng 1, tùy tình hình cụ thể, đoàn khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2025-2026 thông báo khám vòng 2 và hướng dẫn làm lý lịch tự khai. 3. Tổ chức đăng ký sơ tuyển, xét tuyển và gọi nhập học. Những thanh niên đủ điều kiện sức khỏe vòng 2. Viện Y học Phòng không không quân tổ chức xác minh chính trị, tổng hợp hồ sơ báo cáo ban tuyển sinh quân sự, quân chủng phòng không không quân, xét duyệt. Nếu đủ điều kiện xét tuyển quân chủng phòng không không quân, lập danh sách báo cáo ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và gửi danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn về bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự cấp huyện hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển vào trường sĩ quan không quân năm 2025. Trường sĩ quan không quân không gửi giấy báo xét tuyển cho thí sinh theo quy định chung của ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh trúng tuyển được gọi vào trường để đào tạo lái máy bay quân sự năm học 2025-2026. Đây là dạng tuyển sinh đặc biệt, đề nghị các cơ quan đơn vị tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đặc biệt là các học sinh thanh niên trong toàn thị xã tạo điều kiện cho học sinh thanh niên nắm bắt được các thông tin để tham gia đăng ký và khám tuyển theo nguyện vọng. Ký thay chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trung tá Bùi Khắc Dương. Thông báo về việc tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Lê Trọng Thu, địa chỉ đất ở thôn Đông Trung, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, nay là tổ dân phố Sơn Hải, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình sử dụng đất, gia đình tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri D363381 vào sổ 00839 QSD114 do Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, nay là Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cấp ngày 20 tháng 11 năm 2004 mang tên hộ ông Lê Trọng Thu với tổng diện tích là 382 m2, trong đó đất ở là 200 m2, đất vườn là 182 m2, thuộc thửa đất số 38 tờ bản đồ số 03 loại đất đất T. Bản đồ địa chính xã Bình Minh đo vẽ năm 2003, sổ mục kê mang tên hộ ông Lê Trọng Thu. Do sơ xuất trong quá trình lưu giữ, bảo quản nên không may bị thất lạc, vậy ai nhặt được cho gia đình xin lại theo địa chỉ trên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.